khá lâu rồi không làm kiến thức chuyên môn về kim cương. Thì hôm nay sẵn ngồi ở sắp giày dép thì sẵn quá. Đang lúc này vừa mới cơm trưa xong, thấy thời tiết hôm nay đẹp, ngay cái chỗ mà cái cửa nhìn vào thì ánh sáng nó đủ sáng nên ngồi làm video luôn. Thì các bạn nói là cho các bạn biết được cái bảng giá chính xác của giá kim cương quốc tế GA. Giá kim cương quốc tế GA là được phổ biến trên toàn thế giới luôn. Tuy nhiên tại thị trường của Việt Nam, giá kim cương quốc tế GA là sẽ rẻ hơn về hai điều. Thứ nhất là về vận chuyển, thứ hai nữa là tất cả các chính sách của quốc gia châu Á thì không có bị đánh thuế quá cao so với những cái nước châu Âu. Ví dụ như là ở Việt Nam thì có thể là nhập kim cương từ Thái Lan, kim cương quốc tế GA từ Thái Lan, Hồng Kông, hoặc giả là gần nhất thì Hồng Kông là Trung Quốc mình đó. Hoặc giả là ở một cái quốc gia rất là mạnh về kim cương GA đó là Nhật Bản. Tuy nhiên có một số bạn nói là những viên kim cương GA là mua bên Mỹ là sẽ rẻ hơn Việt Nam. Điều đó có thể là không đúng chính xác. Trụ sở kiểm định GA thì nó có thể là nó nằm ở Mỹ, nhưng mà chưa chắc là nó rẻ nhất nha. Bởi vì trong cái phòng lab là phòng kiểm định thì nó nằm ở Bangkok, Hồng Kông, New York, Mumbai, Tokyo. Nếu mà nói đúng ra thì cái phòng kiểm định kim cương á, nó nằm ở khu vực châu Á nó là nhiều hơn ở Mỹ. Cho nên là cái nguồn mà kim cương mà từ Việt Nam á nhập về giá nó sẽ mềm hơn. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa thì các bạn hỏi là bảng giá như thế nào, thì tất cả mọi người đều sử dụng chung một bảng giá kim cương quốc tế GA. Thì các bạn vào trang web chính thức của GA nó sẽ có bảng giá. Thì ví dụ như là DEF nó sẽ chung một phân khúc một mức giá, GHEG cho một phân khúc. Trong cái phân khúc đó chia ra ví dụ như là FLIF là một phân khúc, rồi VVS1, VV2 là một phân khúc, VS1, VS2 một phân khúc, SA1, SA2 một phân khúc, I1, I2, I3 là một phân khúc giá. Trên đó nó sẽ để rất là kỹ nha. Và một điều nữa là vì ở Việt Nam có trung tâm kiểm định BNG và trung tâm kiểm định SGC, thì những viên kim cương ví dụ như là nước thấp thì hoặc là những viên kim cương mà đã qua sử dụng rồi của GA mà người ta đã mua trước rồi, bây giờ người ta chỉ có một giấy này thôi, thì người ta sẽ bán giống như là chủ tiệm, người ta sẽ thu lại rẻ 10%, thì người ta chỉ đi đóng kiểm định lại. Thì đóng kiểm định lại những ví dụ như viên dưới 1 carat thì tầm khoảng 3 triệu, 3 triệu thì người ta sẽ bán ra vẫn rẻ hơn là những cái viên bên Mỹ. Ví dụ như bên Mỹ là nước ép thì họ bán với mức giá là 10.000 đô chẳng hạn, quy đổi ra tiền Việt Nam tính tại thời điểm hôm nay là 250 triệu. Nhưng mà ví dụ như ở cửa hàng thu lại thì tầm khoảng là 190 triệu, làm giấy giám định 3 triệu là 193 triệu thì cửa hàng có thể là bán 199 hoặc 200 triệu, vẫn rẻ hơn bên Mỹ là 50 triệu đồng nha. Thì 50 triệu đồng này nó tương đương là tầm khoảng là 2.000 đô, tính ra là tại thị trường Việt Nam vẫn rẻ hơn. Thì mình sẽ trả lời chính xác là bảng giá kim cương quốc tế GA giữa Mỹ và Việt Nam thì ở đâu bán rẻ hơn, thì xác định lại là ở Việt Nam là bán rẻ hơn. Đối với những viên kim cương có giấy là Việt Nam là bán lỗ 10, đổi lỗ 5. Có một số tiệm là đổi lớn hơn là không lỗ. Ví dụ như mình đang đeo là 5 ly, mình đổi lên 5.4. Ví dụ như 5 ly là mình mua 2.000 đô của cái tiệm đó bán, thì mình đổi lên 5.4 thì nó dù như nó 3.000 thì mình chỉ bù thêm 1.000 thôi. Giá trị của mình đeo 3 năm, 4 năm thì không biết. Mà mình đưa cái hóa đơn mà mình đã mua của tiệm, như khách mua của tiệm tôi là 2.000 thì tôi sẽ thu nguyên 2.000. Ngoài ra là những cái mẫu trang sức, ví dụ như vỏ trang sức đi, là một số tiệm họ sẽ bán lỗ 30, đổi lỗ 20, thì bên cửa hàng của mình là bán lỗ là 25, lỗ 15, đối với đó là những đeo lâu dài. Còn ví dụ như trong vòng từ 3 tháng đến 6 tháng trở lại, ví dụ như khách đeo nửa năm thì bán chỉ lỗ có 15 và đổi lỗ 10% đối với vỏ trang sức kim cương nha. Vỏ trang sức kim cương đó là trong vòng 6 tháng đổ lại. Còn nếu như đeo lâu về nó có thể là hao mòn hoặc là nó xúc hột hay như thế nào đó, thì ví dụ như bên mình thì nó sẽ có chính sách như vậy. Rồi, thì ngoài ra nữa một cái vấn đề mấu chốt nữa là các bạn hỏi là chính sách cửa hàng. Có một số cái comment là các bạn nói là mình mua một cái viên kim cương ở bên Mỹ nhưng mà mình bán lại thì người ta không mua. Thật ra thì các bạn trong cái quá trình vấn đề mua bán thì mình nói đó, ngoài cái giấy khai sinh của kim cương ra, nó còn có một cái biên lai mua bán giữa cửa hàng với khách hàng. Thì trong cái biên lai đó, trước khi mình mua mình hỏi là chính sách bên anh chị á, là hộp bán lỗ bao nhiêu, lỗ vỏ bán lỗ bao nhiêu và đổi là lỗ bao nhiêu. Chính sách này là chính sách trọn đời hay là chính sách gia hạn? Còn đối với bên mình là chính sách trọn đời là bán lỗ 10, đổi lỗ 5, riêng đổi lớn hơn là không lỗ, thu nguyên giá nha. Còn vỏ trang sức là bán lỗ 25, đổi lỗ 15, tính trọn đời dù dàn lên dàn xuống gì cũng bảo lưu như vậy.
Cho nên là các bạn phải hỏi lại về vấn đề chính sách của cái cửa hàng mình. Đó là vấn đề thứ hai nha. Khi các bạn đặt tiền xuống tiền mua kim cương thì các bạn hỏi chính sách thu đổi và chính sách mua bán bên cửa hàng nó như thế nào, và chính sách đó là trọn đời hay là nó giới hạn bao nhiêu năm. Nếu như cửa hàng đó nó giới hạn thì các bạn không nên mua, đặt tiền xuống mua, vì cái này gọi là tài sản. Các bạn phải nên rõ kim cương là tài sản. Rồi bây giờ là nói tiếp vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề cân nặng của kim cương. Ví dụ như là một viên kim cương 6 ly 3 mà một chuẩn 1 carat thì nó sẽ mắc hơn một viên kim cương 6 ly 3 chưa tới 1 carat nha các bạn. Tuy nhiên có một cái ngược lại nè, nếu như viên kim cương 6 ly 2 mà 1 carat thì làm sao? Viên kim cương nếu 6 ly 2 mà 1 carat thì các bạn coi lại coi nó có bạc excellent hay không, hay là nó là very good. Nếu như nó là very good thì nó sẽ không mắc bạc excellent, và giá của viên kim cương nếu mà 6 ly 3 mà 1 carat thì mình cũng chỉ tính theo, nếu mà nó không phải là excellent mà nó là very good hoặc là good thì mình chỉ tính tiền nó dao động tầm khoảng từ 6 ly hoặc là giá trị thật của nó là 6 ly 2, cho nên mình không tính theo carat, trừ khi nó phải là 3 excellent for excellent. Nên thì nếu như nó nặng 1 carat mà nó nằm ở 6 ly 28, 6 ly 29 thì trong trường hợp đó thì nó mới được tính tiền ngang ngửa với 6 ly 3. Ví dụ như một viên kim cương 7 ly 2 nó sẽ có giá là 500 triệu dưới điều kiện nó phải là 1 carat rưỡi. Tuy nhiên nó 7 ly mà nó là 1 carat rưỡi kêu bán 500 triệu là không đúng. Dù nó là 1 carat rưỡi nhưng nó very good hoặc là good cut thì giá trị thật của nó được tính tiền dao động là từ 6 ly 8 cho tới 7 ly, chứ không thể tính tiền như 7 ly 2 được, thì giá lăn quanh là từ 370 đến 390 triệu chứ không thể nào tính giá 500 triệu, bởi vì giá cắt của nó là very good, nó không phải là một viên kim cương hoàn hảo nha. Giá cắt nó gọi là giá cắt dày, nó làm cho viên kim cương nặng thôi nhưng mà chỉ số nó không hoàn hảo. Cho nên là đừng để cửa hàng đó là đánh tráo khái niệm là viên kim cương này là rất là nặng, nặng lắm nha. Carat là vậy nhưng mà mình quên mất vấn đề ly. Vấn đề carat phải phù hợp theo giá cắt nữa nha các bạn. Nha, phải phù hợp theo giá cắt, đánh bóng và symmetry và đối xứng nữa. Và một vấn đề nữa mình đang cần nói nữa là vấn đề là nên mua theo ly hay là mình nên mua theo cân nặng. Thì lật ngược lại vấn đề của lúc trước. Thì các bạn nói là thường thì là ở Mỹ người ta sẽ mua kim cương theo carat, người ta mua theo trọng lượng. Còn ở Việt Nam của mình á thì người ta thích đeo chỉ số 9 nút, ví dụ như là 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 2, 6 ly 3, 7 ly 2, 8 ly 1, 9 ly, 9 ly 9 vân vân. Thì điều đó nó cũng đúng, nhưng mà những năm trở lại đây thì những viên kim cương được giám định quốc tế GIA thì những viên kim cương này là những viên kim cương được cắt mài và giám định của thế giới rồi. Và kim cương GEA là một trong những kim cương là được ưa chuộng nhất trên toàn hành tinh, và chính sách mua bán trao đổi của nó cũng rất là hợp thức hóa và được công nhận, nó không phải là những viên kim cương ao làng. Do đó là chúng ta phải xóa đi cái định kiến là đeo những viên kim cương 9 nút là sẽ dễ bán hơn. Không chắc. Nếu như viên kim cương 4 ly rưỡi thị trường nước ép rơi vào khoảng là từ 22 đến 23 triệu, nhưng các bạn mua ở đâu đó với giá 27, 28 triệu mà các bạn kêu đem lại cửa hàng mình kêu mua là tôi mua hồi đó là mua 27 triệu lỗ 10% là 2 triệu 7 là còn khoảng 24 triệu 800, các bạn kêu tôi thu lại là chắc chắn tôi không thu lại giá đó được, có thể là tôi thu 17, 18 triệu nha. Thứ nhất là khi các bạn đeo rồi, trong quá trình các bạn đeo là những cái viên kim cương các bạn cọ sát lại nó có bị trầy cạnh hay không nha, rồi các bạn có biết bảo quản kỹ hay không, hay là quá trình các bạn vô chấu, các bạn quá vô chấu rồi á, hai cái viên kim cương này nè nó thợ làm chấu thấp á, thợ họ dũa mà những cái viên kim cương nó cạ vào nhau, biết là viên kim cương nó còn nguyên bản hay không. Và đặc biệt là chính sách của bên mình bán thấp hơn của cửa hàng khác thì không cách nào bắt mình mua cao, với điều kiện là mình bán cho các bạn là 27 triệu thì các bạn đổi bên mình thì mình sẽ trừ lại 10%, nhưng các bạn mua cửa hàng khác A, B, C, D, E, F mà các bạn đưa cái giấy đó kêu thu ra hoặc là trao đổi như vậy là không có chuyện đó. Cho nên về vấn đề mấu chốt là các bạn hỏi là vấn đề là nên mua kim cương tại Việt Nam của mình theo ly hay là theo cân nặng, thì mình xin trả lời là nên mua chuẩn theo cân nặng và cả ly. Ví dụ như 5 ly 4 thì có dao động là từ 0.59 point đến 0.62 point là 3 excellent. 6 ly 3 là rơi vào khoảng là 1 carat nha. 6 ly 38, 6 ly 39, 6 ly 33 là 6 ly 3 đó là 1 carat thì là chuẩn, hoặc là 7 ly 2 là 1 carat rưỡi, 1 carat rưỡi là chuẩn. Tuy nhiên nó có thể là chấm vớt, ví dụ như là 1 carat 49 thì đâu đó thì nó có 0.1
Như vậy thì nói tóm lại, nếu mà một viên kim cương mà nó quá nặng nhưng giá cắt nó chỉ dừng lại là ở good nha, ở good hoặc full fear, cho dù viên kim cương đó 6 ly 6 ly mốt mà 1 carat thì vẫn mua với giá, chị vẫn mua với giá tiền là chỉ nằm ở mức giá là 5 ly 8 5 ly 9, vì giá cắt nó quá sâu, ảnh hưởng với độ, ảnh hưởng tới cái độ khúc xạ ánh sáng, dù cho nó nặng nhưng mà giá cắt nó không đẹp thì nó vẫn không được tính tiền theo cái giá của excellent được nha. Cho nên là dù viên kim cương có nặng nhưng các bạn phải nhìn kỹ là giá cắt nó có phải là excellent không, symmetry của nó có excellent hay không, polish nó có excellent hay không. Rồi, và cái vấn đề tiếp tục nữa các bạn hỏi với mình đó là mua kim cương là mua theo ly hay là mua theo kinh nặng, thì ở Việt Nam mình chuộng nhất là những viên kim cương có màu sắc là D, E, F. Tuy nhiên những cái nhóm màu ví dụ như là G, H, I, G là một trong những cái phân khúc nhóm màu đẹp nhất của kim cương và phù hợp với khí hậu Việt Nam mình nhất, cũng được chuộng, cũng được chuộng. Nhưng một số cửa hàng tại khu vực của miền Nam của chúng mình thì người ta vẫn chuộng nhất là D, E, F, G ha, riêng là H, I, G, K thì người ta có thì đeo cũng được, người ta cũng không có mong lắm. Nói chung là chính sách thu đổi cũng bán lâu 10 đổi lâu năm nhưng mà người ta cũng không thích đeo lắm. Rồi về ly thì 3 ly 6, 3 ly 8, 3 ly 9, 4 ly rưỡi, 5 ly 2, 5 ly 4, 6 ly 6 ly 2, 7 ly, 6 ly 8, 7 ly, 7 ly 2, 8 ly 8 ly 1, 9 ly 9 ly 2, 9 ly 9 là những cái size kim cương về ly là bán chạy nhất tại Việt Nam. Về cân nặng thì không giống như người Tây, người ta sẽ quan người ta biết là cái cân nặng là bao nhiêu carat hay là như thế nào. Thì đối với cân nặng á thì giống như hồi nãy mình nói, nếu như 6 ly 38 trở lên đủ 1 carat và 3 excellent là viên kim cương nó mới được gọi là đẹp. 1 carat rưỡi phải là 7 ly 2 thì mới gọi là đẹp nha. Rồi ví dụ như là 2 carat phải là 8 ly 1 thì mới là đẹp. Ví dụ như 8 ly 1 mà dưới 2 carat thì cũng chưa chắc gọi là đẹp, quá mỏng. Mà 8 ly 1 mà 1 carat mấy thì quá dày cũng không gọi là đẹp. Cho nên vấn đề là mua theo ly hay là mua theo cân nặng thì hiện tại tại thị trường của Việt Nam của mình vẫn còn chú trọng đè nặng về vấn đề về ly hơn là cân nặng nha khách hàng. Biết là càng là viên kim cương là càng nặng là sẽ càng mắc. Ví dụ như tại sao viên 6 ly 2 mà 0.95-97 Freud rồi, gần 1 carat mà chỉ có là 190 triệu nhưng tại sao 1 carat 6 ly 3 mà nó tới giá là 250, nó chỉ mình người ta nói là chỉ nhau hơn nhau 0.03 Freud thôi, 0.03 Freud mà tại sao mà nó lên kinh khủng khiếp như vậy? Vì đó là chuẩn 1 carat thì sẽ có giá lớn, dưới 1 carat thì giá nhỏ nhỏ. Đó thì nó không có ghi rõ cái bầu thể là vị trí bệnh tật, nó chú thích rõ ràng một cái giấy ghi chú ha. Rồi để mà để rõ hơn về vấn đề ghi chú là mình sẽ đi tiếp một vấn đề là đại đa số người tiêu dùng tại Việt Nam không sử dụng kim cương có giấy khai xanh. Vấn đề này là có thể là đúng 20 năm trước nhưng mà 20 năm trở lại đây là sai, vì kinh tế của Việt Nam phát triển rồi và người ta đeo kim cương là tài sản, người trẻ như thế hệ của tụi mình và thế hệ em của tụi mình nữa, em út của tụi mình nữa thì nó cũng rất là giàu rồi. Và thế hệ của tụi mình hoặc là trên thế hệ của tụi mình chút xíu thì có những người trẻ họ có đơn vị 100 tỷ là chuyện rất là bình thường. Người ta nói là đại đa số người tiêu dùng Việt Nam á, là tại vì hồi xưa là cha mẹ cho con dâu, rồi con dâu giống như là thề hợ của bà ngoại mình cho mẹ mình, là mẹ mình cho mình, bây giờ con mình cho lại con mình thì nó cứ cho vòng vậy đó. Rồi quá trình giấy tờ có thể là nó thất lạc hoặc giả là những cái viên giấy cắt xưa, hồi xưa thì đâu có giấy cắt GA đâu, là giấy cắt xưa ta làm nhỏ xíu rồi các bạn, hoặc giả là hồi xưa là giàu lắm là đã bông 5 ly, đa phần là đeo nó bông ngọc tân đại đó hay là ngọc đồng điếu đó, rồi người ta đeo chính giữa có viên 3 ly hay là 3 ly 1 thì những viên người đó làm sao có giấy được, đúng không? Hay là những cái người mà đeo cẩm thạch hoặc xoàn đó, các bạn mặc phật vậy nè, có những viên tấm nó có ly 2, 2 ly rưỡi làm sao có giấy được, thì cái đó là điều đúng chứ không phải là sai. Rồi mình sẽ trả lời là ví dụ những người đeo 5 ly mà giấy cắt xưa nó bự quá nó xấu thì người ta sẽ đem qua những cái trung tâm cắt mài của SGC, người ta mài rồi người ta kiểm định là nếu mà nó đẹp, nó chỉ số nó đẹp thì 5 ly 5 ly 2 người ta mài rồi nó còn rơi vào khoảng còn 4 ly rưỡi 4 ly 3 thì người ta có thể kiểm định của BNG, SGC là người ta có giấy cũng không chừng nè, nên điều đó nó cũng không đúng.
vấn đề đại đa số là người tiêu dùng của người Việt Nam là đeo không giấy khai sinh là không đúng. Bây giờ là có những ông lớn người ta đã vào Việt Nam, người ta kinh doanh rồi, ví dụ như SGC, B&G và những cửa hàng lớn hoặc là gia đình mình thì cũng đầy. Ở Sài Gòn bây giờ nhiều người trẻ có bán những cái viên, các bạn biết mười mấy ly, những cái viên mà siêu hiếm luôn. Những viên mười mấy, 20 tỷ, hai mấy tỷ là bình thường nha. Cho nên là đừng có suy nghĩ sai lầm là đa số, đại bộ phận là đeo kim cương không giấy. Thực tế bây giờ đó là những viên 3-1 là đã có đóng siêu kiểm định của B&G rồi nha. Rồi 3-6 là kiểm định của GA quốc tế, 3-9 là chưa có giấy B&G, nhưng mà 4 ly là B&G nó sẽ cấp cái giấy cây xanh, à là thị thực giống gì nè các bạn. Rồi còn 2 giấy là ví dụ như là từ 4 ly trở lên, nếu mà kim cương vừa có nhập khẩu chính ngạch á. Mình nói thật luôn nha, kim cương của Việt Nam là mua rẻ hơn ở nước ngoài rất là nhiều. Tại thị trường châu Á là có rất là nhiều phòng lab rồi. Ở Việt Nam của mình bây giờ là nhập từ Thái Lan nè, nhập nhiều nhất là Hồng Kông, nhập chính ngạch từ Hồng Kông về đó, xuất hoa đường rẻ lắm. Còn đi qua Mỹ, các bạn nghĩ đi, phí vận chuyển mà từ Hồng Kông qua Mỹ là nó bao xa, bao lâu nó mới tới. Còn từ Hồng Kông về Việt Nam á, đường bay 2 tiếng đồng hồ là có hàng, đúng 2 tiếng là Hồng Kông Nội Bài là có hàng rồi, 2 tiếng 15 phút là Hồng Kông Việt Nam có hàng rồi các bạn ơi. Kế bên à, đường xịt à, còn Việt Nam Thái Lan 45 phút là có hàng rồi. Nhanh lắm, bây giờ là nhanh lắm, thời buổi bây giờ là công nghiệp hóa, hiện đại hóa hết rồi nha. Cho nên là đừng có, các bạn đừng có nói là Việt Nam của chúng tôi bán mắc hơn nha. Rất là ok và bình dân. Tụi tôi đâu có phải là giống như là hàng xuất qua bên Mỹ rồi tụi tôi nhập từ bên Mỹ của các bạn về đâu mà mắc. Các bạn cũng qua Hồng Kông lấy, tôi qua Hồng Kông lấy, tụi tôi mua rẻ hơn các bạn nữa. Rồi bây giờ các bạn hỏi là có nên mua kim cương gắn sẵn trên vỏ trang sức hay không? Rồi, xin trả lời với tất cả các bạn là tùy theo nhu cầu kinh tế, nhưng mà mình khuyên là không. Vì mua như vậy nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ như các bạn có sẵn cái vỏ nhẫn hay là vỏ trang sức đi, vỏ bông, vỏ nhẫn, vỏ mặt dây chuyền hay vỏ vòng gì đó, các bạn có sẵn rồi. Ví dụ như cái ổ chủ này các bạn nó nhỏ mà các bạn muốn đeo viên bự thì các bạn có thể là bỏ ra 300.000 đến 500.000, các bạn cặp cái trống lên rồi các bạn mua cái viên kim cương các bạn đính lên đó. Hoặc giả là cái ổ này nó bự thì mình có cái mua viên nhỏ mình bóp cái trống nó lại, nó không sao hết. Còn mình mua cái kim cương nó có sẵn, ví dụ như là nó là SI đi, một viên kim cương rất là bình SI, hoặc là I1, I2, I3, rồi bây giờ nó gom nó bán chung lên một món, nó nói ví dụ nha, nó bán là viên kim cương 6 ly kèm với vỏ nó bán là 4.000 đô, các bạn tính theo thị trường Việt Nam là 25.500, 4.000 đô thì nó rơi vào khoảng là hơn 105 triệu. Rồi các bạn nói, các bạn tính như vậy nè, nếu như mà mua viên 6 ly nước ép được sạch VVS1 3SLN đó, thì bây giờ loại 2 giấy thì cũng 160 triệu, còn loại 1 giấy là 140 triệu. Rồi mình mua cái vỏ trang sức coi được chút nữa, nếu mà vỏ nhẫn nam á, thì từ 45 triệu cho tới 50 triệu thì tầm đâu đó là 200 triệu, còn cái kia thì có 110 thì nửa giá tiền, ok. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích nào. Nếu như các bạn kẹt tiền bất tử, các bạn đi 100 tiệm không tiệm nào mua hết, SI rất khó bán, người ta sẽ trả lời là bệnh. Tối thiểu các bạn phải đeo là một viên nha. Kim cương có vi là có tiền, người ta nói là có vi là có tiền. VS2 cũng được nhưng mà nó là hàng vi nghe các bạn, tại vì rất sạch. Còn cái kia là có bệnh tật đó, các bạn phải hiểu vấn đề là nằm ở chỗ đó nha các bạn. VVS1, VVS2, VS1, VS2 thì nó nằm trong là rất rất sạch và rất sạch. Còn ví dụ như là SI thì nó có một cái câu trả lời rất đơn giản, đó là có bệnh tật đó. Phải hiểu rõ về vấn đề này nha. Và chưa kể một vấn đề mà mình muốn nói, ví dụ như kim cương nó đính ở trong cái vỏ trang sức, ví dụ như viên kim cương đã bị mẻ, bị bọt, bị than thì cái chấu họ che lại. Ví dụ như kim cương đó là SI nhưng mà họ che cái chấu lại, họ nói là VS1, VS2, tự nhiên nói là nét là nhiều người này, là mình hơi đụng chạm mấy cái người mà livestream clarity nhiều, là bệnh clarity vậy, nước DRF nhiều người nói xạo, đừng có tin, đừng có nghe lời ai hết trơn. Không có kiểm định nhà thì phải có số nhà, người là phải có số điện thoại, có tên, có tuổi, có số chứng minh nhân dân, vậy còn chưa ăn ai. Viên kim cương mà nói không giấy, trời ơi, là nói nước này là trắng, nước G
Nick D, đồ sạch là VVS2, Clarity, VVS, VVS. Dốc nó láo, không có giấy tờ, dốc láo. Cho nên là những viên kim cương mà gắn sẵn các bạn không nên mua, không có bán được nha. Không có bán được. Tại vì các bạn biết sao không, nó không có giấy tờ, nhất là mấy cái vỏ trang sức này nè các bạn. Nhiều khi á, một cái vỏ trang sức là kim cương natural hết. Chỉ cần lọt 1 đến 2 viên vô, nói thẳng cho các bạn biết à. Bây giờ lọt 1, 2 cái viên vô mà viên Lepro hoặc là viên Morsanai lên thôi, cái vỏ nhẫn, cái vỏ trang sức của các bạn sẽ không mua với giá, không mua với giá là bán lỗ 10, bán lỗ 15 đổi lỗ 25, bán lỗ 25 đổi lỗ 15 nữa, mà mua theo giá dạng ý. Chỉ cần cái đó là tính gian dối không trung thực nha. Ví dụ như cái vỏ trang sức chỉ cần lọt vô 1, 2 viên Lepro thôi, nếu mà cái vỏ trang sức natural, ví dụ như cái vỏ này là 90 triệu đi, chỉ cần lọt vô 1 đến 2 viên Lepro hoặc là viên Morsanai thôi, tất cả các cái vỏ nhẫn của các bạn sẽ được đánh đồng lại, tiệm sẽ thu vô mua với giá dàn ý. Cân lên 1 gram là bao nhiêu mua lên, ví dụ như 1 triệu 6 1 gram là bán ra, mua vô trừ 30 triệu 30% thì rơi vào khoảng ví dụ như là 1 triệu 2 50, 1 triệu 2 30 1 gram, thì chiếc nhẫn của các bạn 10 nhiều 90 triệu đấy ha, mà nó dính vô viên Lepro ha, Morsanai rồi ha. Rồi bây giờ ví dụ như 10 gram đi thì mua cho các bạn được 12 triệu, dù các bạn mua 90 triệu cũng vậy nữa. Cho nên các bạn đừng có vội mà mua kim cương mà đứng sẵn trang sức rồi các bạn đi tìm khác, người ta chỉ mua theo giá vàng thôi, vì cái đó là điều gian dối nha. Rồi á, cái viên kim cương nó bệnh như thứ điều gọi là bệnh ung thư luôn, bệnh ung thư luôn, mà nói là đẹp lắm, trắng lắm, không có giấy giám định, thì cái điều gì mà nói, các bạn mua một viên kim cương thiên nhiên của GIA các bạn sướng lắm. Đầu tiên các bạn mở cái hộp ra, các bạn thấy cái siêu niêm phong của người ta quấn quanh này nè, các bạn xé siêu ra giống như iPhone nha, các bạn xé siêu ra rồi ha, các bạn mở cái này ra nè, đây nó có cái hết 500 này, các bạn mở ra mở ra ha, nó chắc tới mức độ vậy luôn, không phải là muốn mở là mở dễ đâu, cái 500 nó hết lực mạnh đó nè, cái viên kim cương nó sẽ nằm trên này nè. Và nữa là mình mua cái viên kim cương của mình đó, là mình sẽ nhìn, mình cầm lên mình, trước khi mình mua mình sẽ nhìn được và vị trí vật trước hoặc sau đồ này các bạn thấy không, mình lễ mình trưng trong nhà mình làm kỷ niệm đó, nó sang vô cùng sang, nó sang không thể tưởng tượng sang, thì mắc mớ gì mà mình phải mua loại hổng giấy. Ví dụ như 100 triệu các bạn đeo 5.4 đi, trời ơi nó đẹp tới đâu, 3 excellent foundation lên các bạn mua nước ép thôi, nó đẹp gấp 1.000 lần cái viên mà các bạn mua 6 ly mà không giấy nữa. Rồi chưa kể là mình mua kim cương thiên nhiên GIA, cái mình cầm mình khoe lên như là mình nói nè tôi đeo hàng gia mà, còn cái kia bạn khoe làm sao, nó nói bạn đeo đồ giả, là bỏ ra 101 triệu mua đeo 6 ly mà không có giấy tờ, nó nói bạn đeo hàng giả. Còn ví dụ như vậy nè, đó bạn có thể khoe với đời, đây GIA nhà giấy phụ giấy chính đây, cái bạn ngửi một cái mùi, một cái mùi hương nhà giàu, hãnh diện không, rất là hãnh diện đó, mặt trước mặt sau mình khoe với đời, mình đeo GIA mình khoe với đời đó, một điều rất là hãnh diện. Thì tại làm sao mà các bạn đeo không mua, làm gì các bạn mua không giấy, các bạn biết không, các bạn mua thì các bạn hồ hởi lắm, nhưng mà quan trọng là lúc các bạn bán, các bạn mua kim cương không giấy rồi á, các bạn mà bán các bạn thấy tội các bạn đó, nó đuổi không mua, hàng giờ không giấy ai mua. Mà bây giờ đó, ở Việt Nam của mình mua là phải có căn cước công dân, các bạn mua các bạn đem căn cước công dân lại, tụi tôi ghi tên tuổi, và trong cái mã số kim cương của các bạn nè là tụi tôi sẽ cái số chứng minh nhân dân của các bạn, và cái số này nè nó sẽ theo các bạn suốt đời luôn, trừ khi các bạn bán thì tụi tôi mới hủy trên máy, mà cũng không hủy nữa, giữ luôn trên máy luôn, giữ hoàn toàn luôn, để sau này cơ quan chức năng, cơ quan thuế, chi cục thuế mà người ta có kiểm tra thì tụi tôi có để mà tụi tôi đối chiếu về mặt pháp lý. Về mặt thứ hai nữa là tôi giúp đỡ tất cả các bạn rất là nhiều, đó là khi các bạn làm mất trang sức thì ví dụ như tụi tôi sẽ cung cấp là ngày giờ các bạn mua, chỉ số kim cương, chỉ số khai xanh của kim cương, giá tiền của các bạn mua là bao nhiêu. Rồi ví dụ như sau này mà cửa hàng nào mà bán, tụi tôi lưu cái bộ hồ sơ lại, thì không thể nào là hai cửa hàng mà lên cùng một ngày hết. Ví dụ như tôi bán cho các bạn hôm nay là ngày 20 tháng 8 2024, ví dụ như 3 năm sau, 4 năm sau các bạn mất một cái viên kim cương đó, các bạn mà tìm, chỉ cần cái viên kim cương đó có một người khác kinh doanh nha các bạn, tụi tôi người khác kinh doanh thì tụi tôi đưa cái này nè cho các bạn cung cấp cho công an, thì cái tiệm đó là bị đợt. Không phải là dễ đâu, không phải là dễ. Cho nên là các bạn nên mua kim cương có giấy đi, nó bảo đảm về tính pháp lý cho tất cả các bạn, các bạn được xuất hóa đơn. Và cái này tụi tôi sẽ luôn giúp cho tất cả các bạn. Ví dụ như mình không có biết được là trộm cắp nó như thế nào ha, về mặt pháp lý là tụi tôi giúp tất cả các bạn, là tính tuyệt đối luôn.
Cho nên á, đừng vì rẻ các bạn mua hàng không giấy, mất là bỏ. Đâu có gì chứng thực được là viên kim cương đó nó giá trị như thế nào. Còn ví dụ như viên kim cương này tụi tôi xuất hóa đơn ra cho các bạn, xuất hóa đơn tiệm, xuất hóa đơn cửa hàng, hoặc là xuất hóa đơn VAT ra luôn, từ cái mã số của kim cương, từ cái ngày các bạn mua, giá tiền của các bạn mua, trọng lượng của cái vỏ trang sức của bạn là vỏ gì, và tụi tôi chụp hình lại nữa. Cho nên là bảo đảm về tính pháp lý. Hiện tại tại thời điểm bây giờ là năm 2024, Việt Nam của chúng ta rất là giàu, thế hệ của tôi và con em tôi bây giờ người ta có 100 tỷ, 1000 tỷ là rất là nhiều. Bước lên Sài Gòn bây giờ ở tuổi mà 42, 43 thì có rất là nhiều doanh nghiệp, ví dụ như là tôi với chị Kỳ, Lý Gia Kỳ thì cũng là thế hệ 8X chung như nhau, nhưng mà chị Kỳ là chỉ có đơn vị gọi là 1000 tỷ. Hoặc giả là tôi với cô Nguyễn Phương Hằng thì cũng không lệch nhau là bao nhiêu. Ví dụ như tôi với chị Hằng là chỉ lớn tôi vài tuổi thôi, không thể nào chị Hằng lớn hơn tôi được, tôn giác. Thì chị Nguyễn Phương Hằng là quá giàu rồi, cho nên là hầu như chị Hằng là đeo là mấy chục cara luôn, chứ đừng nói là mấy cara. Thì thế hệ trẻ bây giờ người ta rất là giàu, như các bạn giàu kinh khủng khiếp lắm. Và cái kênh review này thì đã giải đáp tất cả các thắc mắc của tất cả các bạn rồi. Thì mong muốn rằng tất cả các bạn là một trong những người tiêu dùng thông minh. Và cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra để xem kênh review của mình. Và bây giờ mình cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Mình chúc tất cả các bạn có những ngày trong tuần mới bình an vui vẻ bên gia đình, và hãy là người tiêu dùng thông minh nha. Các bạn cứ có những vấn đề gì thắc mắc cứ đặt những cái câu hỏi trong phần comment, thì mình sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc đó cho tất cả các bạn vào những video tiếp theo. Và bây giờ là mến chúc tất cả các bạn bình an, và nếu có mua kim cương thì muốn ủng hộ mình, và hãy subscribe để theo dõi những video mình chia sẻ nhé. Bye.